Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam thi đấu Davis Cup tại Jordan. Theo thông báo từ phía Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF), đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ rời thành phố Hồ Chí Minh sang Jordan tham dự giải Davis Cup vào ngày 8 tháng 9 tới. Cụ thể, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, hạng 71 thế giới thi đấu ở nhóm 3 khu vực châu Á, Thái Bình Dương, sẽ tranh tài cùng với 8 đội tuyển khác gồm Hồng Kông, Trung Quốc, hạng 68, Syria, hạng 76, Sri Lanka, 78, Kuwait, 110, Qatar, 111, Jordan, 120, Pacific Oceania, hạng 122. Riêng đội Pacific Oceania là đội gồm các vận động viên đến từ các quốc gia châu Đại Dương, trừ Australia và New Zealand, cùng các vận động viên của Malaysia. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm 3 khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Davis Cup năm nay sẽ diễn ra tại Tây Ninh, Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giải phải rời đến ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 và chuyển sang thành phố Amman, Jordan. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tại khách sạn Amman Marriott. 9 đội tham dự sẽ được chia làm 3 bảng A, B và C. Sau vòng bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tham gia các cặp đấu play-off để giành quyền thăng lên nhóm 2 khu vực châu Á, Thái Bình Dương vào năm sau. Còn đội đứng cuối mỗi bảng sẽ rớt hạng xuống nhóm 4, 3 đội thua trong trận play-off sẽ trụ hạng. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải gồm các vận động viên Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Vũ Hà Minh Đức, Lê Quốc Khánh, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trương Quang Vũ, đặt mục tiêu thăng hạng tại giải năm nay.